Hi, xin chào quý vị các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với Xe Máy 5 Tiếng 5 ở số 385 Tô Ký, Tân Xuân, Hóc Môn. Thì trước mặt các bạn đây là một đối trọng trực tiếp với lại là xe Vario 160 bên Indo. Thì ở bên Indo nó có tên là Atros 155, còn ở Việt Nam nó có tên là NVX 155. Thì xe này nó có cái gì mà nó làm đối trọng với cái xe Vario, mặc dù nó ra trước nha. Nó ra trước Vario nha, nhưng mà nó lại là đối trọng trực tiếp với lại Vario. Thì con xe này nó có dung tích xi lanh là 155,1, còn con kia là 159,6. Trên lệch không nhiều, nhưng nó có những cái tính năng gì hơn và kém. Thì đầu tiên các bạn có thể nhìn tổng thể cái xe này nó rất là to, bự lắm các bạn, bự chảng luôn. Nhưng mà thằng Vario 160 nó cũng to không kém đâu. Thì cái xe này được thiết kế theo dạng là bình xăng nó nằm rời. Bình xăng nó nằm rời bên ngoài như vậy á thì nó có tác dụng gì? Tác dụng đầu tiên, dễ thấy nhất và đập vô trong mắt của mình á là cái cốp nó to. Đây mình chưa có mở cốp được, nhưng mà cái nói chung là tóm gọn là cái cốp nó to lắm. Để lát nữa mình qua một cái xe khác mình chỉ với các bạn về cái cốp của con xe này. Tiếp theo, xe này nó làm tay dắt ẩn các bạn. Tay dắt nằm ngay đây nè, các bạn có thấy nó ẩn dưới đây đó. Và tiếp theo một điểm nữa, Yamaha họ đâu có tiện với khách hàng mấy cái này, họ sẵn họ làm luôn với khách luôn, các bạn có thấy không? Honda thì họ làm cái phần nhựa cứng sần sùi dễ trầy xước, nhưng mà cái phần này á của bên Yamaha là họ làm phi. Cái thảm chân này là phi nha các bạn, hàng phi làm theo của hãng luôn. Con xe này nó được trang bị một công nghệ mà anh em đam mê tốc độ rất là thích, đó là gì? Đó là van biến thiên VVA. Van biến thiên VVA là nghe nó lạ lắm đúng không? Nói đơn giản thôi thì nó có một gối cam thấp và một gối cam cao. Khi các bạn đảm bảo ở cái dòng tua thì nó sẽ mở gối cam cao lên đó, để cho cái xe nó hoạt động mạnh hơn ở những cái dòng tua sau. Ví dụ các bạn mà chạy xe tốc độ cao, các bạn có thấy là càng chạy về sau nó sẽ càng bị như là lì cái tay ga hơn. Nhưng mà riêng đối với xe này các bạn càng chạy về sau nó càng bốc, do các bạn đã đủ cái ngưỡng dòng tua mà nó yêu cầu á. Đó, dặn là chỉ có chạy. Mặc dù xe rất to nha, xe này thì được rất nhiều YouTuber cũng như là reviewer Việt Nam đánh giá rất là cao, và mình là người trong một trong những người trong số họ. Thì đây là cái xe rất là tốt, sở dĩ mình nói nó tốt, xe này đi phượt có cái cốp to, không có gắn nhiều. Bình xăng 5,5 lít đủ sử dụng cho thời gian các bạn đi phượt. Xe thiết kế ngồi êm thoải mái, đây chia hai tầng ngồi rất là đã các bạn. Tiếp theo là xe này nó có công nghệ là van biến thiên, các bạn chạy xe tốc độ cao mạnh được. Và một cái nữa là xe này khi các bạn đi đường trường, đường xa, nó cái tư thế ngồi các bạn á nó đỡ mỏi lắm, cho nên là nó giúp các bạn hiệu quả hơn cho việc đi đường xa, đường trường ha. Và xài động cơ BlueCore. Động cơ BlueCore là động cơ thân thiện tay ga của môi trường của Yamaha, nó là đối trọng với lại là động cơ SP của nhà Honda ha. Đó thì các bạn có thể dòm trước đây, so với thế hệ trước thì thế hệ này họ làm một cái đèn rất là to, đẹp, đẹp hơn nha các bạn, chỉ có đẹp hơn thôi chứ không xấu hơn đâu. Lúc trước á, thì con này á, nó được nhà Yamaha dùng để đối trọng những dòng nào? BCX đó, con này so với BCX vẫn hơn BCX một số điểm, so với SH vẫn hơn SH một số điểm đó, so với Everest con này ăn đứt ha. Nhìn xuống khối động cơ dưới đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy được luôn cả về cái bánh xe. Cái bánh xe này rất là to nha các bạn, size bánh là 110 nha các bạn. 110 có nghĩa là nó bự hơn cái xe Vario, hơn xe Alas rất là nhiều nha các bạn. Thì dưới đây là một cái dòng đĩa, các bạn nhìn cái dòng đĩa này quen không? Xe nào cũng vậy, nhìn cái dòng đĩa này các bạn biết là cái gì không? Đây, ABS, hệ thống phanh chống bó cứng ABS. Nhưng mà mặc dù vậy nó thua Vario 160 ở điểm này nha các bạn. ABS của nó là ABS một kênh,
đằng sau vẫn là bố đùm. Mình đã nói rất nhiều lần về cái vấn đề là hai đĩa nó vẫn sẽ an toàn hơn là ABS một kênh bố đùm. Đó, cái này là một điểm nó thua Vario 160 ha. Ngoài ra có khen có chê rõ ràng để các bạn dễ dàng so sánh, thì cái xe này xi nhan nó nằm ở khúc này. Đó, xi nhan nó nằm ở khúc này thì nó có ý nghĩa gì? Thứ nhất, khó thấy. Cái người bên hông nó bị khuất tầm nhìn đó, nó rất là khó thấy. Thứ hai là khi các bạn tìm kiếm xe trong bãi á, thường là xi nhan họ nằm trên cao như vậy nè, nằm trên cao là các bạn tìm kiếm xe trong bãi rất là dễ. Tuy nhiên đối với con này các bạn nhìn ngút ngàn trong bãi giữ xe thì vẫn không thấy xe của mình nằm ở đâu. Mặc dù nó vẫn kêu bíp 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 nhưng mà các bạn vẫn không thấy cái xi nhan của mình nó chớp tắt ở đâu. Đó là một điểm trừ thứ hai. Tiếp theo, điểm trừ thứ ba thì hầu như là cái bình dầu này nhiều bạn sẽ thích, nhưng mà đối với mình cái bình dầu này nó không có ý nghĩa gì đó. Nó hơi dư ra, nó không tăng chỉnh được. Thì thà các bạn gắn các loại như là các hãng mà phục chuyên nghiệp như là Racing Boy đó, hay là Bayoka đó, thì nó sẽ có tăng chỉnh được. Hoặc là các bạn nào mà sang hơn nữa là gắn những cái loại phục như là mắc tiền, đắt tiền như là Olin hoặc là Nitron, thì họ sẽ có núm tăng chỉnh độ cứng, nhẹ, cao, thấp của cái phục. Riêng cái phục này không có ý nghĩa gì hết. Và tiếp theo về cái dàn nhựa nhám. Nhựa nhám của xe này là một điểm trừ cực kỳ bự luôn. Ngoài cái ốp két nước ốp bô và thêm cái bô e nó to thì nó không có hợp thẩm mỹ, nó còn có một thêm cái mảo ở đây nó làm dẹp. Thà đời trước nó làm nhô ra như vậy, nó làm cái mảo này đó, thì mình thấy còn ok, nhưng mà cái đời này nó làm dẹp hẳn luôn. Mình thấy cái phần này nó nên làm nhô ra một khúc ngay đây, nó sẽ đỡ bị cảm giác như là bị hụt cái phần trước, nó hơi bị nhiều, xe nó bị hõm vô vậy đó. Đó, còn lại xe rất đẹp, động cơ rất ngon, ok của Yamaha rất là đỉnh luôn. Về cái động cơ van Viễn Thiên VVA này là nhiều người đã chứng minh nó rất là tốt ở đường trường. Tiếp theo, một cái điểm mà nó ăn đứt, mình nói thẳng là ăn đứt luôn xe Vario 160 ở cái điểm là giá. Giá thì nó chỉ có dao động ở cái mức bảng giá đây, mình sẽ đưa cho các bạn. NVX phiên bản mà đen mâm đồng á, là phiên bản rẻ nhất á, nó chỉ có mức giá là 53 triệu, và các phiên bản khác nó cũng mức giá là 53 triệu là ở hệ thống xe máy 5 tiếng mình nha các bạn. 53 triệu so với là 72, 70, 74, 78 của thằng Vario 160 mà nói thì với các bạn xe này ăn đứt. 53 triệu so với 70 mấy triệu mình bỏ, các bạn bỏ tiền ra mua option xe này lên đồ chơi full phụ kiện, bỏ thêm tiền đi chơi thêm một chuyến Đà Nẵng nữa vẫn còn dư. Mình nói thiệt các bạn, con xe này rất là đáng tiền hơn Vario 160 rất là nhiều. Và thứ hai nữa, rất là giữ giá các bạn, giá nó giữ nha. Hiện tại là Vario 160 mình tiên đoán luôn, câu này giống như là một câu tiên tri trước cho các bạn luôn, là nó sẽ giảm bản CBS nha, sẽ giảm từ 5 cho tới 6 triệu trong thời gian sắp tới. Riêng bản ABS không giảm, lý do mình sẽ nói ở các bạn ở clip sau ha. Cái này là đang so sánh nha, thì Vario 160 CBS nó sẽ giảm 6 triệu, 5 triệu trong cái lô hàng sắp tới nha. Còn xe này bao giá ở thành phố Hồ Chí Minh là sẽ là 60 triệu 400, 60 triệu 400 cho dòng xe NVX 155 này nha các bạn. Các bạn được cái gì? Là được một cái xe thể thao to, bự, khỏe. Nhất mạnh nha, rất là khỏe luôn. Và tiếp theo là nó có một cái ABS. Đó, 60 triệu nó dần rẻ hơn AB nữa các bạn. Xe này nó còn rẻ hơn AB nữa. Ngoài ra là xe này ở tỉnh nó sẽ có mức giá là 55 triệu 500. 55 triệu 500 là ở huyện nha. Còn ở thị xã và thành phố tỉnh nó sẽ khác. Ví dụ như ở thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc hay là thị xã Cai Lậy thì nó sẽ khác so với lại huyện. Mình báo mức giá huyện thôi là 55 triệu 500, ở thành phố là 60 triệu 400, đã bao gồm giấy tờ VAT trước bạ, biển số các kiểu con đà điểu là mình đã bao hết rồi các bạn, không có đóng thêm cái thuế gì nữa nha. Ngoài ra là bên mình sẽ có chương trình là tặng 2 nón 1 nhớt nhập khẩu,
một bảo hiểm xe máy dành cho các bạn nào mua xe tại hệ thống xe máy Nam Tiến Nam. Các bạn muốn tham khảo trực tiếp giá, tham khảo trực tiếp về xe, về giấy tờ, hoặc là các bạn đang vướng mắc giấy tờ gì đó, các bạn khó khăn ở các cửa hàng khác, bên mình vẫn hỗ trợ làm được hết. Bên mình làm được hết luôn, bao hết luôn. Thì các bạn cứ ghé ở cửa hàng xe máy Nam Tiến Nam ở số 385 Tô Ký, Tân Xuân, Hóc Môn, hoặc liên hệ trực tiếp online với mình qua số điện thoại hoặc Zalo là 0968133771. Đó, cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhớ nhấn like, share và subscribe channel để ủng hộ mình nhiều hơn, cũng như là ủng hộ fanpage xe máy Nam Tiến Nam các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha.